Anh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Hôm nay ngày Chủ nhật với tập 725. Thanh Việt tiếp tục cập nhật với quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án mà một bị cáo tại tỉnh Cà Mau đã quyết định đi sang bên kia thế giới để tìm lấy sự công bằng cho chính mình. Và ngày hôm nay, câu chuyện mà Thanh Việt muốn chia sẻ đó là những lời phát biểu mới nhất của vị đứng đầu tại tòa án tỉnh Cà Mau. Vị đó cho rằng bản án đã khiến cái người bị cáo này đi sang thế giới mới. Đó là một bản án ba đúng. Tại sao ba đúng? Bao gồm đúng người 1, đúng tội 2 và đúng luật 3. Trước khi đi vào đề tài này, Thanh Việt xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Xin quý vị hãy lắng lòng mà suy nghĩ rằng nếu một ngày nào đó, nha quý vị, chúng ta không may, đời không ai biết trước được, chúng ta không may rơi vào hoàn cảnh này, quý vị sẽ có những quyết định gì? Thanh Việt cũng hy vọng rằng tất cả chúng ta sáng suốt, không quẫn trí, để có những cái quyết định dại dột. Dại dột có lỗi với đầu tiên chính ba đứa con của anh Lĩnh, người vợ của anh, rồi kế đến là cha mẹ, anh em. Nhưng quý vị, vì Thanh Việt biết được rằng dù anh có cơ hội đi trở về bao nhiêu lần, cái kết quả cuối cùng cũng không thay đổi. Lý do tại sao? Là vì câu phát biểu vừa rồi của ông chánh án đã cho thấy một sự đắng lòng. Nhưng quý vị, đắng lòng. Và tại sao đắng lòng? Là vì chúng ta như là đang mơ mơ. Nhưng quý vị, chúng ta tự hỏi rằng không lẽ anh Lĩnh có tội thiệt. Anh Lĩnh có tội thiệt. Mà anh lại dại dột tìm đi sang thế giới bên kia hay sao? Nếu chúng ta bỏ hết tất cả những kiến thức về pháp luật, những kiến thức căn bản về bộ luật tố tụng hình sự, chỉ là người với nhau. Nhưng quý vị, người khác, những động vật khác chỗ nào? Người là cũng là một động vật, chỉ có điều khác là gì quý vị? Có sự suy nghĩ, có sự đau buồn. Động vật cũng có những cái sự đau buồn, nhưng nó sẽ không sâu sắc, nghĩ trước, nghĩ sau. Nha quý vị, nếu có biết nghĩ, thì chỉ nghĩ theo một chiều, theo một hướng. Nhưng cái sự khác biệt giữa con người với động vật, đó là sự biện luận, suy nghĩ trước sau. Quý vị có đồng ý hay không? Câu phát biểu của chánh án đó quý vị. Ông phát biểu như thế này. Bản án phúc thẩm cũng như là sơ thẩm tại các cái tòa dưới quyền của ông sẽ không thay đổi được. Vì bản án đã đưa ra rồi. Nhưng bây giờ thì ông đã báo cáo sự việc đến cơ quan có thẩm quyền cấp trên, bao gồm cả tòa cấp trên, để xem xét trường hợp của anh Lĩnh kêu oan. Thưa quý vị, Thanh Việt cảm giác như là lời phát biểu này nó có cái sự nửa nạt nửa mỡ. À, cái đoạn đầu đó quý vị, nói rằng bản án phúc thẩm không thể thay đổi được, đó là theo luật. Chính xác như vậy. Bản án đã đưa ra rồi thì không thay đổi được. Nhưng rồi, ông lại nói rằng, ông báo cáo lên cơ quan cấp trên, báo cáo lên tòa cấp trên, để có thể xem xét cái trường hợp kêu oan này của ông Lĩnh. Như vậy là lại không theo đúng cái bộ luật tố tụng hình sự. Cái người có thể kêu oan và làm được những công việc đó đó quý vị, phải là người bị cáo. Và phải theo một cái trình tự. Tòa không thể nào tự vạch áo cho người xem lưng và chuyển cái hồ sơ của mình lên cấp trên.
Cái này nó giống như là đẩy một cái trái banh trách nhiệm cho phía bên trên để giải quyết cái vấn đề này. Cái điều mà tòa án Cà Mau có thể làm, nhưng quý vị, dù đã quá trễ, đó là tạm đình chỉ phiên tòa, bản án của phiên tòa. Thế việc dùng chữ tạm đình chỉ, chứ không phải là hủy, mà là tạm đình chỉ, để điều tra lại. Nhưng quý vị, và trong quá trình điều tra lại, nếu có đầy đủ các chứng cứ thì vẫn giữ nguyên bản án. Còn nếu có sai lệch, dù là một tí tẹo, cũng phải hủy bản án để xử lại từ đầu. Thì thưa quý vị, đây là một cái hành động mà đối với ông chánh án thế nào thì Thanh Việt không hiểu rõ. Nhưng đối với cá nhân, cái ý kiến cá nhân của Thanh Việt, thì thưa quý vị, đây là một sự đẩy trách nhiệm cho phía bên trên. Khi trao đổi với các phóng viên, thì ông chánh án tòa án cấp cao của tỉnh Cà Mau, ông cho rằng cái điều mà cái bị cáo đó ra đi sang thế giới bên kia đó là một điều quá bất ngờ. Ông chia sẻ cái nỗi đau. Ông chia sẻ nỗi đau. Ông nói rằng là tại sao không có đi theo cái trình tự pháp lý, là sau sơ thẩm kêu oan thì đến phúc thẩm, sau phúc thẩm kêu oan thì đến giám đốc thẩm. Thưa quý vị, làm cho Thanh Việt sực nhớ tới cái câu nói tương tự tại phiên tòa của nhà báo Hàn Ni. Bên viện kiểm sát hỏi rằng, ủa tại sao cô là một người biết về luật, cô là một nhà báo, cô không hiểu rằng muốn nói lên những cái điều phản biện trong xã hội, một điều mà cô cần làm đó là phải làm đơn tố giác tố cáo, tại sao cô không làm mà cô lại định nói xấu cái này cái nọ? Thì thưa quý vị, nhà báo Hằng Nhi đã phải té ngửa khi cho rằng tôi đã làm, là không phải tôi làm một lần mà tôi làm nhiều lần. Nhưng quý vị, thì cái câu nói của ông chánh án này nó cũng tương tự như vậy. Với một cái bản án gọi là bao nhiêu năm thưa quý vị, 2 năm rưỡi dành cho bị cáo mà bây giờ đã trở thành quá cố đó quý vị, 3 năm rưỡi, 2 năm rưỡi, xin lỗi quý vị, 2 năm rưỡi. Cái thời gian mà từ phúc thẩm cho đến giám đốc thẩm với một cái vụ án nhỏ như thế này, và cái bản án nó đã có những cái lỗ chỗ mờ mờ ảo ảo, tối tối đen đen ngay từ phút đầu, để chờ đến cái giám đốc thẩm đó quý vị, thì vào thời điểm đó, nhưng quý vị, vào thời điểm đó anh Lĩnh có thể đã bị giam thi hành án một thời gian rồi. Và rồi ai sẽ là người, nhưng quý vị, chịu trách nhiệm nếu bản án đó là bản án oan? Kính thưa quý vị, ai? Không lẽ lại xin lỗi và một thời gian dài nữa thì sẽ quyết định đền bù cho anh Lĩnh? Thì thưa quý vị, đền bù đó lấy tiền ở đâu? Chắc chắn là tiền trong ngân sách. Tiền ngân sách đó là từ đâu? Thì thưa quý vị, tiền ngân sách đó cũng cũng chỉ là từ người dân, nha quý vị, từ nhân dân. Vì vậy, nếu hạn chế được những cái sự sai sót như thế này, nó sẽ bảo đảm được cái tính nghiêm minh, công bằng, công lý và không gây tốn kém. Một bản án mà chỉ có là 2 năm rưỡi, 2 năm rưỡi, rồi một vụ án khá nhỏ, cố tình gây thương tích, mà trong cái vụ án của anh Lĩnh đó quý vị, thì anh chỉ đánh người một cái đằng sau lưng, không gây thương tích, mà lại đi tới giám đốc thẩm đó quý vị, thì ôi hổi. Đó là một câu chuyện đối với Thanh Việt khá là tức cười. Nha quý vị, cái thời gian mà có được cái giám đốc thẩm thì anh Lĩnh đã thi hành án rồi. Rồi ai, ai nợ anh Lĩnh một lời xin lỗi? Rồi ai, tiền của ở đâu để đền cái thời gian đó cho anh Lĩnh? Thưa quý vị, đây là một cái điều đáng buồn. Đối với Thanh Việt là đáng buồn.
Chánh án cho biết rằng mặc dù ông Lĩnh không phải là người trực tiếp gây án, nhưng bị cáo có vai trò đồng phạm, hỗ trợ, giúp sức đánh Nam và Kha, khiến cho Kha bị thương tật 25%. Thưa quý vị, đây là một cái lời kết luận không đi theo cáo trạng. Cáo trạng viết rõ ràng là ông Lĩnh đánh vào lưng của ông Nam một cái, và ông Nam không bị hề hấn gì, không bị tỷ lệ thương tật nào. Nhưng quý vị, thì làm sao lại đưa ra một lời kết luận kiểu chung chung, giống như là một người qua đường khi cho rằng ồ, một cái đánh vào lưng của ông Nam nếu có thiệt, khiến cho ông Nam không bị gì hết, nhưng đã hỗ trợ giúp sức cho những người khác đánh ông Kha bị thương tật 25%. Thưa quý vị, đó là hai câu chuyện độc lập, hoàn toàn không dính dáng vào nhau. Và rồi ông kết luận rằng bản án phúc thẩm của tòa án là tòa án của ông đó quý vị. Mặc dù ông không có giữ vào cái ngày hôm đó, ông không làm chánh án của cái phiên tòa đó. Nhưng quý vị, nhưng mà đây là tòa của ông. Ông là chánh án của cái tòa đó. Thì ông tuyên bố rằng bản án này là đúng người đúng tội, không bỏ sót lọt tội phạm nào hết, đúng theo trình tự quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thứ nhất là đúng là không bỏ sót bỏ lọt tội phạm. Có 5 người tham gia thôi, không thể nào bỏ sót được. Thôi không thể nào bỏ sót được thưa quý vị. Không thể nào bỏ sót được. Chỉ có câu hỏi rằng có đúng người đúng tội hay chưa. Và thưa quý vị, cho dù là anh Lĩnh có đánh anh em một cái vào sau lưng mà không gây thương tật với bản án 2 năm rưỡi thì hoàn toàn vô lý. Đây là cái điểm mà Thanh Việt đã có chia sẻ với quý vị và cảm thấy rất là lo sợ. Khi mà bất kỳ một phiên tòa nào đó nha quý vị, nếu mà chúng ta chỉ có dựa vào cái lời khai của bị cáo để làm cái chứng cứ duy nhất, để làm một cái nền tảng để kết tội đó quý vị, thì thưa quý vị, cái việc mà đúng người đúng tội sẽ không có sự hoàn hảo ở trong đó. Án tại hồ sơ, mà hồ sơ đó quý vị thì có nhiều bằng chứng. Trong cái nhiều bằng chứng đó có một là chứng cứ từ cái lời khai của bị cáo. Kính thưa quý vị, chứ không phải trong hồ sơ chỉ có một bằng chứng và cái bằng chứng đó là bị cáo đã khai nhận tội. Thì thưa quý vị, một sẽ bị phản cung. Hai, nha quý vị, hai sẽ không đúng người, đúng tội được. Và ba là giúp sức cho những cái vấn đề ép cung xảy ra. Nha quý vị, tại sao mà người ta nói rằng có thể lấy lời khai của bị cáo để làm chứng cứ, nhưng không phải là chứng cứ duy nhất để tránh cái trường hợp gì quý vị? Ép cung. Và cũng tránh cái trường hợp bị phản cung tại tòa. Nó chỉ là một phần để hỗ trợ cho những cái sự tìm kiếm khác của cơ quan điều tra mà thôi. Thưa quý vị, cái điều mà hội đồng xét xử, hội đồng xét xử, tức là những cái người làm việc dưới quyền của ông chánh án đó quý vị, cần làm, bây giờ cũng đã trễ rồi. Họ không thể nào làm được nữa. Mà bây giờ cái bánh trách nhiệm nó rơi về tay của ông chánh án, người đứng đầu. Người đứng đầu đó là gì quý vị? Tạm đình chỉ phiên tòa, tạm đình chỉ cái bản án. Hội đồng xét xử đã không có thời gian để tạm đình chỉ cái phiên tòa nữa, thì bây giờ trách nhiệm sẽ rơi vào tay của ông chánh án để tạm đình chỉ cái bản án. Tại vì sao? Thưa quý vị, chắc chắn Thanh Việt sẽ không đồng ý với cái ý kiến cho rằng chúng tôi phải tạm đình chỉ cái bản án vì có một người bị cáo đã đi sang bên kia thế giới để tìm lấy sự công bằng. Cái lý do đó, thưa quý vị, rất là yếu. Mặc dù về mặt tình cảm, chúng ta nghĩ rằng 90%, 95% cái người bị cáo đó là vô tội. Đó là về mặt tình cảm cá nhân.
giữa Thanh Việt với quý vị với bà xã, ông xã của quý vị với người yêu của quý vị thì nó OCK. Nhưng tại một phiên tòa, thưa quý vị, chúng ta không làm vậy được. Nhưng quý vị, chúng ta không làm vậy được. Cái mà chúng ta có thể làm, đó là có rất là nhiều những cái chứng cứ được đưa ra bởi luật sư để cho thấy rằng phiên tòa này để giải quyết một vụ án hình sự không lớn. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra đã có nhiều lỗ hổng và có nhiều hành vi vi phạm để ảnh hưởng tới cái kết quả sau cùng của vụ án này. Thưa quý vị, ngay sau khi mà hội đồng xét xử có được một cái tài liệu cho thấy rằng, nha quý vị, có một khả năng nào đó điều tra viên nhận tiền ngay tại cơ quan điều tra, thì thưa quý vị, vụ án không cần phải hủy, tội vì hủy nó trở thành một cái tiền lệ rất là xấu. Nhưng vụ án cần phải tạm đình chỉ để xác minh. Nếu xác minh đúng thì thưa quý vị, toàn bộ vụ án đó phải được trả lại từ ở cái giai đoạn đầu tiên. Còn nếu sai thì người đưa cái bằng chứng đó phải chịu trách nhiệm thêm một tội danh nữa. Nó rõ ràng là như vậy, kính thưa quý vị. Nó rất là rõ ràng. Không thể nào giải quyết một vụ án liên quan đến tương lai không những của người bị cáo mà còn rất là nhiều người trong gia đình của anh ta chỉ vì một cảm giác, một cảm nhận. Một lần nữa Thanh Việt xin trao đổi với quý vị rằng dù những quý vị tình cảm cá nhân, Thanh Việt nghĩ rằng thật là đáng tội cho anh Lĩnh. Người bây giờ đã là người quá cố. Anh đã phải tìm sang thế giới bên kia để giải quyết cái sự oan ức của mình. Vậy cái khả năng anh bị oan rất là cao, cao vô cùng. Nhưng Thanh Việt không lấy cái điều đó để làm cái lý do hủy cái bản án. Hoàn toàn không có. Cái lý do mà đình chỉ cái vụ án chứ không phải là hủy, đó là những cái bằng chứng đã được đưa ra trước đó tại vòng sơ thẩm và sau này tại vòng phúc thẩm đã bị làm ngơ. Cái điều đáng buồn đó quý vị là tại vòng phúc thẩm, thế vì phải dùng cái chữ là mở ngoặc đóng ngoặc, bị ép, hội đồng xét xử bị ép để nhận cái bằng chứng vi phạm trong lúc mà tiến hành tố tụng của cơ quan điều tra. Đó là một cái USB có lời trao đổi nói rằng có hai người điều tra viên đã nhận một số tiền ABCD nào đó chạy cái vụ án này. Thì thưa quý vị, mặc dù cái lời này chưa được giám định, không rõ là đúng hay sai như thế nào, nhưng khi mà tiếp nhận cái đó đó quý vị, thì chúng ta phải có hai cái câu chuyện cần phải được giải quyết. Thứ nhất, nếu anh ghép tội, vu khống cho người khác, anh phải mang thêm một cái tội khác. Còn nếu đúng, phiên tòa này sẽ được bị hủy ngay lập tức để điều tra lại từ đầu đến đuôi. Đó mới là cái phương pháp duy nhất để tránh những cái oan sai. Còn đằng này là hội đồng xét xử đó quý vị. Đã phải bị ép để nhận cái USB đó. Khi mà luật sư của anh Lĩnh, của bị cáo, cho rằng không thể nào không nhận cái USB đó, thì hội đồng xét xử mới tiếp nhận. Nhưng mà trong cái phần tuyên đọc thì bỏ qua cái chi tiết đó hoàn toàn. Một chi tiết cực kỳ quan trọng. Luật sư đã nói rằng nếu không tiếp nhận thì ghi vào hồ sơ vụ án là chúng tôi không tiếp nhận, rõ ràng. Nhưng ở đây lại có một sự thiếu sót mà Thanh Việt không dám nói là vô tình hay cố tình hay là tình tình gì cũng được. Nhưng đây là một cái, thưa quý vị, rất khó hiểu, cực kỳ khó hiểu. Đây, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 19 tháng 3, bị cáo Phương, tức là một người bị cáo khác, người bị cáo chính đó quý vị, muốn giao nộp một USB mà theo bị cáo là có vài đoạn ghi âm, trong đó có đoạn bị hại Kha kể về việc từng cho tiền hai điều tra viên trong vụ án.
ban đầu hội đồng xét xử không muốn nhận với lý do nó được Phương tự thu thập, chưa qua kiểm chứng, giám định, không thể làm chứng cứ trong vụ án. Đến cuối giờ chiều, khi kết thúc phần tranh luận, sắp nghị án, luật sư Nguyễn Vũ Phong đã yêu cầu thư ký ghi rõ nội dung hội đồng xét xử không tiếp nhận USB mà Phương giao nộp. Lúc này thẩm phán chủ tọa mới đồng ý tiếp nhận. Tuy nhiên nội dung đoạn ghi âm đã không được tòa nhắc đến trong bản án phúc thẩm được tuyên đọc vào sáng ngày 20 tháng 3. Như vậy, kính thưa quý vị, bản án 2 năm rưỡi, tức là 30 tháng, đã dành cho anh Lĩnh. Thay việc bỏ qua những cái người bị cáo khác, mình tập trung vào cái người bị cáo đã quyết định một cách dại dột đi sang bên kia thế giới để tìm cái sự công bằng của mình. Thay việc xin lỗi vong hồn của anh khi gọi đây là một quyết định dại dột. Từ vì thưa quý vị, ngày hôm qua Thanh Việt không dám gọi đây là một cái sự dại dột. Tuy nhiên ngày hôm nay, sau khi nghe thấy vị chánh án của tỉnh Cà Mau nói như vậy, thì Thanh Việt đã nghĩ là ngay đến cái chữ dại dột. Và chính gia đình anh cũng đã nhận là cái sự ra đi của anh để tìm sang bên kia thế giới, để mong cái oan ức của mình được rửa. Thì thưa quý vị, quyết định này phải gọi là quá dại dột. Quá dại dột. Nếu anh muốn rửa đó quý vị, thì anh phải ở lại để chính tay anh rửa. Mặc dù với cái bản án 30 tháng, với một cái vụ án hình sự nhỏ như thế này, đưa đến giám đốc thẩm, đó là một chuyện. Chắc là chỉ có một, nha quý vị, chắc chỉ có một. Bản án 30 tháng dành cho một người đánh vào lưng một người khác một cái, không gây chấn thương. Quý vị nghĩ có công bằng hay không? Có đúng theo đúng người, đúng pháp luật hay không? Cái điều thú vị đó quý vị, anh Lĩnh là từ vòng sơ thẩm cho đến vòng phúc thẩm là anh đều khai nhận mình không đánh ai. Thì ở đây chúng ta đặt cái câu hỏi như thế này. Ủa vậy sao kỳ vậy? Không lẽ cơ quan điều tra lại tự chế cái câu nói cố tình đánh một cái? Không lẽ cơ quan điều tra tự chế? Thưa quý vị, tình tiết mới được ghi nhận là không phải cơ quan điều tra tự chế. Tại sao? Tại tang lễ ông Lê Minh Dùm, anh ruột của ông Lĩnh, đã kể lại câu chuyện hối hận của mình. Thật ra em tôi có một lời khai nhận có tham gia đánh bằng tay vào người Nguyễn Hoàng Nam là do tôi bảo khai vậy. Bởi tôi có quen một điều tra viên trong vụ án, nên khi nghe điều tra viên này bảo chỉ làm thủ tục, chỉ cần em tôi khai đánh một cái, lập biên bản xong phạt hành chánh, không khởi tố. Tôi biết Phương gây thương tích cho Kha hoàn thành rồi, thì nhóm mấy đứa kia mới xông vào, nên nghĩ điều tra viên này nói có lý. Tôi muốn mọi chuyện cho xong, còn làm ăn nên đã nói với em tôi như vậy, và nó đã tin tôi, nó làm theo. Sau đó nó thấy vẫn bị khởi tố nên thay đổi lời khai, như đã từng khai lúc đầu là không hề tham gia. Nhưng đã muộn, nó bị oan thật sự. Sự ra đi của nó là một phần do tôi, ông Dùm nói trong nước mắt. Thưa quý vị, nếu quý vị nghe Thanh Việt đọc lại cái đoạn chót nha quý vị. Sau đó nó tức là ông Lĩnh đó quý vị, thấy vẫn bị khởi tố nên đã thay đổi lời khai như đã từng khai lúc đầu. Như vậy, kính thưa quý vị, lúc đầu anh Lĩnh có khai rằng tôi không hề tham gia. Rồi sau đó anh Lĩnh khai rằng tôi có đánh vào người của ông Nam một cái đằng sau lưng. Và sau khi bị khởi tố thì anh Lĩnh tại tòa sơ thẩm đã khai lại một lần nữa là tôi không đánh vào người của ông Nam. Tôi không tham gia ẩu đả. Tuy nhiên cái điểm thú vị đó quý vị là cái lời khai ban đầu
của ông lệnh đã bị hủy. Ngày hôm qua Thanh Việt đã trao đổi với quý vị lý do bị hủy là theo hội đồng xét xử. Là vì cái người mà lấy lời khai là không theo đúng cái trách nhiệm. Cái người đã không trách nhiệm, không có quyền lấy lời khai. Thì thực sự ra cái người lấy lời khai cũng là thuộc cơ quan điều tra ở cấp huyện. Nha quý vị. Và anh ta được ủy quyền bởi người ở bên dưới ủy quyền anh ta để lấy lời khai. Sau này thì vì một cái lý do gì đó nên họ nói rằng sai, cái người được ủy quyền là không được, không có trách nhiệm để lấy cái lời khai, nên họ hủy cái lời khai mà anh lĩnh lúc ban đầu đã nói rằng tôi không có đánh ai cả. Và họ lấy cái lời khai thứ hai của anh, nhớ quý vị, là tôi có đánh vào anh kia một cái. Bây giờ thì chúng ta đã hiểu được, vén một chút cái màn bí mật của câu chuyện. Câu hỏi được tiếp được đặt ra này quý vị, tại sao cái lời khai ban đầu không được cho vào trong hồ sơ, dù là cái người lấy lời khai đã được ủy quyền để lấy. Đúng không quý vị? À, có phải là vì anh lĩnh lần thứ hai khai rằng tôi có đánh một cái, nên họ quyết định lời khai đó nha quý vị, mà lại được sự lựa chọn của cơ quan điều tra là mình chọn cái nào để mình đưa vào hồ sơ. Thưa quý vị, đó là cái điều tối kỵ nhất trong quá trình điều tra. Điều tra viên phải ghi nhận hết tất cả những lời khai, dù là anh ta có đổi lời cũng ghi luôn cả đổi lời. Thưa quý vị, để kết luận rằng anh ta đã không hợp tác, thay đổi lời khai và không biết thành khẩn khai báo. Đúng không quý vị? Còn ở đây chúng ta lại chọn lựa cái lời khai. Chọn lựa lời khai. Đưa cái cảm tính của mình, dù cố tình hay vô tình, đưa vào để chọn lựa lời khai. Điều đó đã vi phạm trong quá trình điều tra, quá trình tiến hành tố tụng. Kính thưa quý vị, khi mà ông Dùm, ông nói với báo chí rằng tôi có quen một điều tra trong cái vụ án này, tức là người ở trong cuộc đó quý vị, người thuộc cơ quan điều tra, nên anh ta nói với tôi rằng bây giờ chỉ có khai là đánh một cái thôi thì phạt hành chánh chứ không bị khởi tố. Nhưng mà về sau này bị khởi tố nên anh lĩnh đã rút lại lời khai tại phiên tòa và giữ nguyên cái quan điểm ngay từ lúc ban đầu là tôi không tham gia ẩu đả. Thế nhưng phiên tòa đã chọn, cũng như hội đồng xét xử và cơ quan điều tra và viện kiểm sát đã chọn, họ muốn ghi cái gì và họ muốn nghe cái gì, chứ không phải là ghi tất cả, nghe tất cả. Đây là một cái điểm thú vị của vụ án này. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, hành động của anh lệnh ngày hôm qua Thanh Việt không dám nói là gì quý vị? Dại dột. Nhưng ngày hôm nay như Thanh Việt trình bày, sau khi nghe lời nói của ông chánh án cấp tỉnh, thì Thanh Việt đã kết luận anh lĩnh ra đi quá là phi. Nhưng quá phi. Anh nghĩ rằng anh ở bên kia thế giới, anh tìm được, anh rửa được. Vì anh lấy cái sự ra đi của mình để rửa cái oan của mình. Thì anh đã làm. Anh đã làm to. Anh đã làm, nếu anh còn ở đâu đó, khi nghe lời của ông chánh án nói như thế này, thì Thanh Việt biết được rằng anh lại một lần nữa, nha quý vị, đã làm. Không phải là tôi đã làm đưa em sang đây nha quý vị. Phải nói là tôi đã làm khi bước chân sang bên kia thế giới. Khi tôi đã làm nghĩ rằng cái sự ra đi của tôi có thể rửa được cái oan ức cho tôi. Thì thưa quý vị, anh ra đi bằng cách là uống cái thuốc cỏ cháy kèm theo cái thuốc diệt chuột loại mạnh. Nhớ quý vị, khi mà người nhà đã trao đổi với báo chí và cho thấy rằng anh đã mở đến 4 cái, nhớ quý vị, 4 cái túi diệt chuột, uống 4 cái thôi quý vị ạ.
và anh luôn uống luôn cái thuốc diệt cỏ. À, nha quý vị. À, mà loại này đó quý vị, đề ở trên màn hình đó, quý vị thấy đó là siêu tốc, cháy siêu tốc, có nghĩa là cực mạnh đó thưa quý vị. Cái điểm thú vị mà Thanh Việt nghĩ rằng nó như là một cái điểm, nó cứ đưa một cái điểm. Ngày 23 tháng 9 năm 2024, 9 giờ sáng, tòa phúc thẩm y án sơ thẩm. 11 giờ anh quyết định ra đi. 12 giờ anh được đưa đến bệnh viện tỉnh. Và rồi tối ngày mai, ngày 21 tháng 3, lúc 9 giờ tối, anh đã ra đi. Cái điểm mà Thanh Việt nói thú vị, đóng ngoặc mở ngoặc, đó là ngày 21 tháng 3 năm 2024, ngày anh ra đi, thì cũng ngày 21 tháng 3 hai năm trước, năm 2022, là cái ngày có vụ ẩu đả. Và anh không biết rằng cái ngày anh đi theo cái nhóm bạn đó đã thay đổi cuộc đời của anh, đã thay đổi cuộc sống của ba đứa con, của vợ anh, của ba mẹ anh. Đúng không quý vị? Và rồi người anh của anh cũng không ngờ rằng mình bị sự quay máy bay. Thanh Việt đổi danh từ nha quý vị. Chúng ta hay nói là quay xe, nhưng mà Thanh Việt khuyên quý vị là đổi danh từ, quay máy bay. Thì quay xe đó chuyện bình thường. Đang đi xe đạp quay một cái trở về, đang đi xe hơi quay một cái trở về cũng được. Ở bên nước ngoài hình như là quý vị khán giả nào cũng biết cái chữ quay xe ở bên nước ngoài nó gọi là gì quý vị? U-turn đó quý vị, U-turn. Giờ Thanh Việt dùng mạnh hơn là quay máy bay. Tại sao quay máy bay? Tại vì anh của anh đã nghe lời của điều tra viên khi họ nói rằng cứ khai đánh một cái đi rồi sẽ bị phạt hành chánh, chứ không có khởi tố đâu. Và rồi câu chuyện đã được quay máy bay hoàn toàn khi anh bị khởi tố. Và rồi anh là phải đổi lời khai. Nhưng cái lần đổi lời khai tại tòa đã không được chấp thuận. Đó là oan nghiệt, kính thưa quý vị. Cái điểm mà Thanh Việt cảm thấy rằng quá dại dột, quá đáng tiếc cho chính anh, đó là buổi chiều cùng ngày, ngày 20 tháng 3, bên bệnh viện của tỉnh Cà Mau cũng đã tuyên bố rằng anh đã tỉnh lại, mọi chuyện huyết áp trở lại rất là bình thường. Tuy nhiên đến ngày hôm sau, nhưng quý vị, đến ngày hôm sau vào buổi tối cùng ngày, hai em xin lỗi quý vị, tối ngày hôm sau lúc 9 giờ tối thì anh đã ra đi, anh đã bước lên xe rồi, anh quyết định không trở lại nữa. Vì anh nghĩ rằng chỉ có cái chuyện sang bên kia thế giới, sự ra đi của anh sẽ rửa được cái sự dại dột, cái oan của anh. Đúng không quý vị? Vậy là trong vụ án này, anh đã dại dột đến 3 lần. Kính thưa quý vị, anh dại dột đến 3 lần. Tại sao anh dại dột đến 3 lần? Kính thưa quý vị, lần đầu tiên anh đi theo nhóm bạn. Cái sự dại dột, đó là sự dại dột thứ nhất. Sự dại dột thứ hai, đó là anh nghe lời không phải của người anh, mà là anh nghe lời gián tiếp của điều tra viên để nhận là mình đánh một cái vào sau lưng của một người khác. Và cái dại dột thứ ba đó là gì? Đó là anh đã quyết định rửa oan của mình bằng cách đi sang bên kia thế giới. Thưa quý vị, đó là một chuyện rất là đáng buồn. Và ngày hôm qua thì gia đình của anh Linh cũng đã viết thơ cảm ơn ông chánh án khi ông chia buồn. Đây cũng là chỉ mà là một cái thủ tục, kính thưa quý vị. Và họ yêu cầu tòa cũng như là cơ quan điều tra kiểm tra báo cáo lại quá trình xét xử và điều tra vụ án liên quan đến người con, người cha, người chồng, người em. Nhưng quý vị, của họ, đó là ông Lĩnh. Kính thưa quý vị, một câu chuyện quá thương tâm. Tuy nhiên, Thanh Việt chỉ muốn kết luận rằng tất cả bất cứ một vụ án nào, nhưng quý vị,
có thể xảy ra đối với chúng ta chứ không phải là không đâu thưa quý vị. Có thể xảy ra với chúng ta. Mong quý vị đừng xem đây là một cái chuyện không may xảy ra. Vì thưa quý vị, điều không may đó có thể xảy ra với bất cứ chúng ta, bất cứ lúc nào. Trong một vụ án mà khi đem ra xét xử, hồ sơ chỉ dựa vào lời khai của bị cáo, thì kính thưa quý vị, vụ án đó, việc đúng người đúng tội sẽ rất khó. Và vụ án đó sẽ gặp những cái sự phản cung. Kính thưa quý vị, Thái Việt xin tạm dừng chương trình ở đây và xin kính chúc quý vị một ngày vui vẻ, hạnh phúc, bình an. I love you all.